Ok, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhé. Trong video hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem chút về sự kiện vòng quay may mắn đúng không nhỉ? Thì với cái sự kiện vòng quay này trên trang chủ thì cứ về nôm na, hiểu nôm na một chút ấy, thì các bạn là bạn sẽ tính cái quà quy đổi của bạn theo cái mức độ bạn đầu tư vào game nhỉ. Bạn đầu tư càng nhiều quà. Cái sự kiện vòng quay may mắn sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 tháng 6 2021 cho đến ngày mùng 17 tháng 6 năm 2021. Và mình quay video đang giờ tầm khoảng ngày 16 tháng 6. Tức là nói chung là đang một ngày trước khi ngày cuối cùng kết thúc đúng không nhỉ? Đó là ngày cuối của chuỗi sự kiện tuần này. Thì cái sự kiện vòng quay đặc thù nó một chút là bạn sẽ quy đổi như sau. Nó tính số lượt quay của bạn là bằng cách là bạn sẽ tính là một lượt xe bằng một lượt quay. Nhưng tuy nhiên cái vấn đề like xe mình không thích lắm, tại vì giữ like xe nó chả đáng mấy đúng không nhỉ? Cái thứ hai ở đây nó sẽ tính cho bạn ở đây là nó tính cho bạn ở đây là cứ mỗi 10.000 đồng bạn nạp vào game tính là một lượt quay. Thì ra đây mình sẽ tiến hành quy đổi thêm chút vào game để quay người xem nhé. Nói chung là video được sự tài trợ của bạn Lê Hiếu và tài trợ cho mình 1 triệu đồng để mình quay cái video này. Để ta cũng không biết quay gì không, nhưng đại khái là với sự tài trợ đó ta quay người xem nhé. Nhưng trước khi quay đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Nói chung ở đây với mức chiết khấu của ATM mình sẽ được khoảng tầm 600 xu, như tiên mình cái đổi vào 500 xu trước nhé, mình đổi 500 xu trước cho nó tròn nhé. Còn dư một tí mình sẽ đổi lại sau. À thực ra mình đã có 50 xu rồi, mình chỉ đổi 450 xu vào trước xem mà có thiếu hay không nhé. Nếu thiếu mình đổi thêm, không mình cứ để như vậy đã. Giờ mình sẽ tiến hành được sẽ quy đổi một chút vàng vào game cho người xem nhé. Mình sẽ quy đổi đây, ví dụ ở đây sẽ là 250 xu trước, mình sẽ đổi 250 xu trước. Và thấy cái vàng bắt đầu nó cộng trong game đúng không nhỉ? Tiếp tục ở đây sẽ cộng tiếp ở đây 150 xu nữa. Chứ tầm cứ để ít một xem thiếu bao nhiêu sẽ đổi thêm một ít nhé. Sau mình sẽ quay sang giao diện của vòng quay may mắn cho người xem nhé. Ok, đây hiện tại có cái vòng quay mình vừa đổi và suốt thì mình được có khoảng tầm 90 lần quay. Nhưng có vài lần trước mình chưa quay nữa, khoảng tầm 90 lần quay. Giờ sẽ thử xem được cái nào nhé. Xong quay sang thì đổi thêm tiếp sau nhé. Cái này quay thử xem sao nhé. Nó sẽ dao động số điểm ở đây trong vòng từ 10 cho đến 30 xu. Nhưng mà tích đủ sẽ đổi sang cái quà. Ở đây mục tiêu mình lấy cái quà đến cái mảnh phiến đá. Thì ra mình sẽ lấy phiến đá chính thôi. Còn những cái quà khác ngon hay dở không quan tâm. Còn cái finger ở đây nói thật của bạn điều là finger mình nghĩ là finger fake thôi, thì ra mình không quan tâm nhiều lắm. Lần trước mình nhận thử con finger của cái lần trước mình chưa sự kiện lật bài ấy, mình cũng được cái con finger thấy nó hàng đều quá, mình chả quan tâm lắm. Tuy nhiên chúng thì nhận thôi, không chúng thì thôi, mình chả sao. Mà cái mình không thú nhiều nhé. Để quay thử xem được bao nhiêu điểm nhé. Nếu mà bạn hên mà ra toàn 30 xu thì bạn được khá nhanh đủ điểm. Nhưng nếu đen toàn có 10 xu thì khá là lâu. Đây mình thấy ra tỷ lệ nói chung là xem được bao nhiêu lần thôi. Hiện tại được 20 xu là khá là ok này. Ngồi thong thả quay cái này thôi, quay xem giờ đủ đổi quay đổi thôi. Ồ phát này được 30 xu này. Xe quay xem biết đâu được chúng con finger rồi sao. Nói chung thì bạn Hiếu tài trợ bảo nếu được con finger mà nó hàng fake cái thứ thì cho bạn về cho con bạn chơi. Nên nói chung thì nếu được thì mình sẽ cho bạn ấy. Còn nếu mà không được thì thôi, nếu được thì mình sẽ cho bạn ấy. Tại nào bạn cũng tài trợ cho cái video này mà. Nếu bạn nào ủng hộ có thể tài trợ thêm, có thể tài trợ cho cá nhân mình hoặc là tài trợ cho cái nick của mình, hay tài trợ một cái gì đó cho mình không nhỉ, thì mình sẵn sàng nhận nhé. Tại vì giờ đang khốn khó, ai cho gì nhận hết. Để qua bạn nói rõ một chút là bạn tài trợ cho cái nick của mình hay tài trợ cho cá nhân mình. Và tài trợ cho cá nhân mình thì giữ cái tiền đó cho cá nhân mình. Còn nếu bạn tài trợ cho cái nick của mình thì sẵn sàng dùng hết tiền đó vào cho cái nick này thôi. Để qua mình đang đổi dần, quay dần đã. Tại mình rất là rõ ràng mà cái gì cho game là cho game, cái gì cho mình là mình đấy. Mình xin hết, tại vì đang khó khăn đúng không nhỉ. Ở đây quay thử xem ra cái gì nhé. Thế một mình gánh hết cái kênh nó khó lắm, nhưng mỗi bạn hỗ trợ mình chút thì các bạn rất là đơn giản. Để xem thử vận may đến đâu nhé. Nãy giờ có vẻ dẫn chung sát xuất chúng cái finger cũng hơi khó đấy. Mặc dù nó chỉ fake thôi mà cũng hơi khó đấy. Thì các bạn phải hiểu hôm nay là cái code của game thì nhà phát hành tự làm được, nhưng con finger nhà phát hành cũng phải mua. Mà cái gì từ người ta phải mất tiền mua, nó phải nó khó trúng hơn. Dù nó fake hay real thì vẫn là khó trúng hơn đấy. Nên là dùng cũng hơi khó đấy. Để xem được bao nhiêu xu này. 20 xu. Nói chung nãy giờ quay được khá xu nhỉ. Như vậy nói chung là cái vấn đề đổi 1-2 cái code vẻ không khó. Đổi full code thì khó, đổi 1-2 code thì không khó. Và anh em một số bạn kể như cái vụ thì book cái này phát là ăn được gần như là full code luôn chứ sao nhỉ. Nhưng mà tất nhiên là đợt đấy mình lại không kịp quay, đợt đấy mình đang bận làm. Thế ra mình không quay người xem được. Còn nick mình không may mắn được đợt đấy, ra mình phải quay thủ công nữa. Còn nếu bạn nào ăn hên được quả đấy thì cũng sướng. Thường những cái lỗi đấy ít khi người ta ít khi thu hồi vật phẩm đó. Đa phần là cho luôn đấy. Nói chung bạn nào hên được quả đấy thì ngon. Đấy nghe các bạn ấy kể thôi, mình không rõ lắm, mình nghe thiên hạ đồn thế. Còn mình không may mắn được đấy, nếu mình được đợt đấy mình quay người xem luôn. Nhưng mà rất tiếc là không được đợt đấy. Nói chung là game có nhiều cái lỗi vớ va vẩn, nhưng mà nói chung là thôi trẻ thôi. Nói chung là duyên bạn đến cái lỗi nào mà ăn lỗi đó thôi. Chứ còn thật sự là cũng không biết lúc nào có lỗi mà xử lý. Nói chung quay đến này cho vậy lâu phết, thì bạn thấy rất nhiều lần nó quay nó xoay từ từ, nó không thể nhanh được đúng không nhỉ? Nó rất là mất thời gian. Để mình xem có ra cái gì hot không nhỉ? Nói chung cả video chỉ ngồi quay cái này thôi.
Nói chung mình thấy là mỗi cái finger Jack Hạn Hán thấy còn đẹp đẹp một tí, mấy cái finger như Kaku Lucy trông xấu xấu nào. Vẫn nhiều khi bạn nhìn hình là vậy thôi, nhưng khi bạn nhìn đồ thực tế nó còn xấu hơn. Vấn đề như thế. Tại cái hình quảng cáo là sẽ đẹp, nhưng quan trọng cái hình thực tế bạn nhận được đôi khi còn xấu hơn. Thật ra mình không đánh giá cao cái quả vật phẩm của nhà phát hành tặng đâu. Mình chỉ thích mấy cái code thôi, code nó thực tế hơn. Chơi game thì cần code để chơi vật phẩm ảo thôi, còn vật phẩm thật thì mình không hứng thú lắm. Nhiều khi làm mình cái cúp mình cầm kiểu lưu niệm thì chắc mình còn tự hào hơn. Cho mình có finger xấu quá mình chụp lên cũng ngại. Kiểu kiểu thế. Xem vận may tới đâu nhé. Nãy giờ quay chưa ra cái gì hot ngoài số xu nhỉ. Xu được khá khá ở đấy, quan trọng là vật phẩm hot thì chưa thấy đâu. Biết đâu quay nhiều code hơn thì càng tốt, thì mình cũng không biết là quay được bao nhiêu code. Để đấy mình tính bạn chủ nick là trường hợp đen là chỉ được 10 điểm ấy thì chỉ được khoảng tầm 1-2 code thôi. Còn nếu mà trường hợp đỏ được 30 điểm thì số code sẽ được nhiều hơn. Mới quay được có mấy chục lần nữa cũng được khá khá điểm rồi. Cái xác suất ra trung bình khoảng tầm 20 xu là rất là cao. Tại vì lúc được 10, lúc được 30 tấm cộng trung bình lại tầm 20 xu là đẹp, đúng chưa? Còn nếu cái bạn nào đen đến mức 10 xu hoài chắc không có đâu. Thi thoảng bị phát 10 xu thì có, mà 10 xu liên tục thì hơi khó. Mình cứ quay trước mà sao đi xem quà sau nhỉ. Vẫn chưa có gì đặc biệt lắm nhỉ. Nói chung cái trò này trò may rủi nên mình chả quan tâm lắm nhỉ. Mình cứ tinh thần vậy thôi. Nói chung mình sẽ quay hết trong trị giá 1 triệu đồng được tài trợ. Còn nói chung là nếu mà thiếu một chút xíu mà đủ thêm cái cốt ngon thì mình sẽ đổi, sẽ bồi thêm một chút vào. Còn nếu giả sử như kiểu là dư rồi mà không được thêm cốt nữa thì mình không cần thêm gì đúng không nhỉ. Nói chung mình muốn ăn cho nó tròn cả phản hồi luôn ấy, tròn cả phản hồi luôn cho đỡ bị lệch quà. Thế ra mình chưa biết chính xác là quay ra bao nhiêu điểm, mới quay thử một chút trước đã. Hiện tại giờ còn thiếu một chút điểm nữa đủ cái mốc phản hồi 50 vạn vàng nữa rồi. Nói chung đi nữa mình xem lại sau. Bây giờ mình cứ quay trước cho đỡ hết lượt đã. Tại muốn vì sao muốn quay cho ngày 16, tại vì đơn giản là bạn ấy tài trợ, mới cần bạn đề xuất tài trợ thì cơ bản là nếu mình ấy ngày mai ra cái lễ bao mà tài trợ 1 triệu và ăn cái lễ bao nó hơi phí. Tại vì cái lễ bao không trị giá hết 1 triệu. Thế ra ăn cái phản hồi sẽ ngon hơn, được quà nhiều hơn. Thế ra mình chọn cái phản hồi. Thế còn nếu không thì mình, nếu mà không phải gấp ngày có thể thông thả được, nhưng mà đây là gấp ngày rồi phải quay cố. Đang quay cố xem có giải quyết được vấn đề không nào. Nói chung ngày mai mới hết, nhưng mình quay trước một ngày để ăn cái phản hồi, vì hôm nay ngày cuối phản hồi rồi. Ngày mai sang lễ bao không lợi nữa. Nói chung là ra su cũng nhiều, không phải lo thiếu su đâu. Nên tầm đấy chắc ăn được một vài cái cốt đấy. Tất nhiên mình sẽ ăn một số cái cốt mà mình có cái thứ mình đang cần thôi, chứ còn mình không ăn hết các cốt. Tại vì chắc chắn tầm này không đủ ăn hết cốt rồi, mà chỉ ăn cái cốt nào không cần, với điều kiện là cốt nó còn nữa cơ, thì số lượng có hạn có thể nó sẽ hết cốt nữa. Nhưng mà thường cái ngày hôm nay mà nếu giả sử cốt vẫn chưa hết thì chắc không hết được đâu. Thì nếu hết ngay những ngày những tuần đầu tiên rồi, thì sự kiện diễn ra từ khá lâu rồi. Nếu tầm này vẫn còn dư cốt thì chắc là không phải lo hết cốt. Với thời gian nếu mà người nhà phát hành thích thì ta có thể bơm thêm cốt vào được mà, để coi người ta thích hay không thôi. Cái này chắc dùng auto click bấm nốt cho nhàn nhé. Nãy giờ bấm hơi lâu, dùng nốt auto click bấm cho nhàn. Thì đơn giản mình cho một cái click vào cái vị trí chữ X này để mình tắt đi cái này, giao diện này không nhỉ. Một click thứ hai ấn vào chữ quay là ok. Anh thấy cái tự động nó vừa quay vừa ấn thôi. Như vậy sẽ nhàn tay hơn rất là nhiều. Và 50 lần nữa chắc phải được khoảng vài nghìn xu đấy. À mình về vài nghìn xu đổi thưởng đấy. Chắc không đen mức 10 xu hoài đâu, kiểu gì phải có vài lần 20 30 cũng nhỉ. Nó sẽ bù trừ nhau một chút thì không có sao đâu. Trong lúc mà chờ cái vòng quay này quay đấy, mình sẽ quay về giao diện game một chút nhé, quay về giao diện game một chút nhé. Quay về giao diện game một chút, nhưng mà tờ tính mình tắt bớt một số cái đi đã. Đây quay về giao diện game một chút, mình sẽ vào đi nhận xem mà ăn phản hồi đến mức bao nhiêu nhỉ, ăn sao nó tròn tròn một tí. Dù ở đây mình quay về chỗ phản hồi ra. Phản hồi tại đây mình đang ở mức đổi, đây là lĩnh là mức 2.500 mà đang thiếu khoảng tầm 50.000 xu nữa là tròn mốc mốc 50 vạn nhỉ. Sẽ ăn thêm một tí, mình đổi thêm chút vào nhé. À chờ tí cho quay xong phòng quay may mắn á, vì đang auto lĩnh đang chiếm mất cái cốc của mình. Ở đây mình sẽ ăn thêm khá khá quà, thêm một số thứ như mảnh cờ, ăn thêm à đến mức 50 vạn được thêm một cái trang sức 7 sao D này, được thêm một ít hải hồn này, thêm điểm chiêu mộ này, cái túi nguyên liệu trái quỷ tinh tinh này. Ok, nói chung là phương hứa một tí như vậy, chui chui xuống tí chờ xem quay tiếp nhé.
Ờ à, bị lag không quay nữa. Đây sẽ đi làm mới reset lại tí nhá. Nhiều khi nó lag một tí. À bắt mình đăng nhập lại. Nhiều khi dùng auto click cũng khổ nhỉ. Thôi đây, quay thủ công một tí nữa. Quay cái này nó nhanh nhưng mà. Nhiều khi ấn nhanh quá nhiều khi bị lag ấy. Mình quay xong hết rồi cho mọi người xem là code nào mình muốn đổi nhé. Tại vì tại đây mình chắc chắn không đủ đổi đủ code rồi. Mình sẽ quy đổi thêm khoảng 50.000 vàng vào trong nick nhé. Quy đổi thêm và sẽ tắt đi bật lại sẽ ăn những cái code còn lại nhé. Để ăn nốt cái bước này nhé. Như vậy là xong cái phần thưởng rồi nhé. Còn dư một cái su kia nếu mà không quá thiếu nhiều mình sẽ để sang ăn lễ bao. Để ngày mai có lễ bao mới mà. Thì còn nên mình xem là quay xong hết đống này được bao nhiêu đã. Cái lần nó chưa tính vào đây mà phải loát lại cái trang này bắt đầu hiện nốt cái số lần mình vừa bơm thêm 50k vàng nhé. Tại vì tại game này nó hay kiểu bị hâm hâm dở lắm. Thế ra mà nhiều khi phải loát lại mới hiện ra. Để loát lại một chút nhé. Rồi mình xem thử cái chỗ đổi quà xem nó hiện ra đâu xem cái chỗ lịch sử xem có được cái gì nãy giờ được bỏ lỡ cái gì ngon nhé. Thấy toàn là su không mất cái gì ngon nhé. Nhưng không được con finger nhé. Tiếp tục quay tiếp nhé, quay về chỗ quay tiếp. Chỗ nào nhỉ? Trang chủ đi. À trang chủ game à. Từ tí quay lại tí. Không biết vận may tới đâu đây cứ quay thêm thôi. Chứ phần lớn là ra su chả ra cái gì khác đâu. Hiện tại bây giờ mình đã hết lượt rồi, mình thử thoát ra vào lại xem nãy có cái lượt nào bổ sung mà mình chưa cập nhật nhé. Thoát ra vào lại thì chắc ăn nhé. Chứ nhiều khi nó lỗi không cập nhật, nhiều khi vào lại có thêm mấy lượt thì sao? Đây thêm 10 lượt đúng không nhỉ? Tức là lúc nãy có 50.000 xu mình cho vào tương ứng với khoảng tầm ấy thì mình sẽ được thêm khoảng tầm 10 lượt đúng không nhỉ? Như vậy thêm một số lượt quay. Nên nhiều khi các bạn chú ý phải thoát ra vào lại đúng nhé. Chứ nhiều khi bạn loát lại cái vòng quay nó vẫn chưa tính đâu. Nhiều khi game hâm dở lắm. Thậm chí nhiều khi bạn đăng nhập vào cái tài khoản nạp thẻ ấy, đôi khi phải thoát ra mới vào trong vòng quay ấy, thành công mới không nữa cái lỗi hoài. Nói chung mọi người chú ý vấn đề đấy. Quay nốt mấy lượt xem còn bao nhiêu nào. Ok như vậy sau khi quay xong mình được 1840 xu nhé. Bây giờ mình sẽ khoe sang cái chỗ đổi quà xem có gì nhé. À trong chỗ thể lệ xem có những cái quà gì nhé. Ở đây quà ở đây chỗ bạn ý chúng nó có 3 con finger không nhỉ. 3 finger ở đây một con rách hạng hán trông con này còn đẹp đẹp một tí. Tất nhiên nhìn ảnh thôi. Còn thực tế nó có phải là Rin không thì không chắc. Nhưng mà nhìn ảnh thì trông cũng được. Còn cái con Lucy, cái con Kaku thì xấu xấu thế nào thực sự là xem cho biết thôi. Nói chung mình không quay ra mấy con này đúng không nhỉ. Tiếp tục ở phía dưới ở đây là cái chỗ đổi quà, quan trọng vấn đề code thôi. Thì code ở đây nói chung nhìn xong qua đây là một số cái phần thưởng bạn thể lên trang chủ bạn xem. Nhưng trong đống cái code này có mấy cái code mình quan tâm, đây là cái code này. Ở đây bạn để ý cái code phía dưới này có cái code 1300 này. Nó cho mình đây là phiến đá pony crit 3 cái này. Đây, cái code 800 cho mình ở đây là hai phiến pony đúng không nhỉ. Nói chung hiện tại tới đây có một số cái việc cần đến phiến đá. Giờ mình ưu tiên mấy cái code có cái phiến đúng không nhỉ. Thì giờ siêu tiên hai cốt này mà hai cốt này mất tổng của mình đây là 1.300 cộng với 800 nó rơi khoảng tầm 2.100 như vậy còn thiếu một chút nhỉ. Thiếu một chút thì có lẽ mình phải bơm thêm một chút vào rồi. Cái để như này có vẻ nó không đủ, để vậy có vẻ không đủ nhỉ. Tất nhiên là về mặt nào đó có vẻ như cái cốt cuối là cái cốt có cái danh hiệu này, mình nghĩ là danh hiệu này sẽ khá là ngon. Ở dưới có chỉ số thôi nhưng mà trọng mình nghĩ là cũng khá là ngon. Nhưng tuy nhiên một điều mục tiêu của mình đợt tới cần dùng phiến đá, giờ mình sẽ ưu tiên dùng hai cốt giữa này thôi đúng không nhỉ. Nói chung là mình xác định làm gì mình làm đúng cái đấy thôi. Có những thứ ngon nhưng như bạn không đủ sức để lấy thì bạn không cần cố quá làm gì. Và như vậy có lẽ mình sẽ quy đổi thêm một chút. Và quay trở về này, nói chung là để quy đổi thêm chút thì xem một chút nhé. Hiện tại trong cái tài khoản mình đang còn dư 175.000 xu. 175.000 xu ở đây bao gồm cả 100 xu chiết khấu từ ATM do bạn Hiếu tài trợ, rất là dư một chút. Thứ hai 75 xu còn dư đợt trước của mình, nhưng mà còn dư 175 xu. Mà bây giờ giả sử trong game bây giờ đang tròn mức bao nhiêu nhỉ? Thế nếu bây giờ muốn tròn quà luôn trong phản hồi thì mình sẽ có thể ăn thêm mức cần thêm khoảng tầm 50 vạn vàng nữa nhỉ. Nếu mình muốn lấy 50 vạn vàng tương ứng khoảng tầm đây 500.000 xu. 500.000 xu ở đây thì mình sẽ phải quy đổi thêm là bao nhiêu nhỉ? 500.000 xu trừ đi 175 thôi nào. Là còn thiếu khoảng tầm 325.000 xu nữa. Mà bạn để ý chút nhá, nếu qua ATM bạn để ý chút nhá là 500k sẽ được khoảng tầm 300.000 đúng không nhỉ? Như vậy ở đây là mình sẽ lấy cái mốc này chẳng hạn nhỉ thì mất 300 thôi. Thứ hai là mình mất thêm 500 cộng với lại thì còn thiếu khoảng tầm 25.000 xu nữa, 25.000 xu nữa bạn hay. Nói chung là mình nạp 550k sẽ đủ ấy. Thì có lẽ mình sẽ tài trợ thêm cho thích mình thêm một chút. À để dùng của chính mình đúng không nhỉ? Cho nó tròn tí để quay luôn cho xong tiện được ăn tròn cái phản hồi luôn. Lâu lắm mà không đầu tư vào game nên chung mình sẽ đầu tư tí cho tròn nhá. Như vậy là ăn thêm mốc này và mốc này nhá. Ăn hai mốc này mình sẽ đủ và dư một chút xu, một chút xíu xu nhá. Để ra chung ấy vậy cho tròn quay luôn hai mục tiêu kia cho nó đẹp nhỉ. Mỗi người góp một tí, các bạn tài trợ một tí thì mình hỗ trợ thêm một tí cho nó
kiểu tròn tròn cốt một tí. Còn cái mốc cuối thì không ham nhé, mốc cuối thì không ham, cũng như cái mốc phản hồi cuối thì không ham nhé, sẽ ăn tương đối thôi. Nhưng mà sẽ tiến hành quy đổi chút nhé. Ok, ở đây mình đã có đủ 5, dư 5 xu thôi, dư 5.000 xu thôi, không quan trọng. Bây giờ sẽ quy đổi nhé. Ấn vào trong chỗ này, rơi vào ví xu mình quy đổi S1 nhé. Lâu lắm mới có cảm giác đầu tư lại một chút, thì cảm giác nó hưng phấn nhỉ. Ok, sau đó bây giờ quay trở về nick game này. Quay về nick game mình sẽ vào trong này nhé, vào trong chỗ phản hồi nhé, nhận được quà này nhé. Như vậy là xong nhé, còn quà cuối không quan trọng nhé. Mình ra mình chỉ cần đủ cái thứ mình cần thôi. Sẽ quay về chỗ sự kiện vòng quay nhé, quay về chỗ sự kiện vòng quay. Ấn thoát ra vào lại nhé. Lúc nãy mình ấy nó bị lỗi hệ thống một chút, có bị mất xu không được, mình báo admin một chút rồi ra xử lý nhé. Nói chung mình thấy một điều là đây được 100 lượt nhé. Mình thấy một điều là nói chung là bạn cứ bị lỗi thì bạn cứ nhắn admin người ta xử lý bình thường thôi. Nói chung là ghét ở đây là ghét một số cái vấn đề liên quan thiên vị tinh tinh thôi, chứ còn mấy cái đề liên quan đến tiền nong thì các bạn người ta xử lý khá là ok, không phải lo nhé. Thế bạn nào, nếu bạn nào bị sự cố nạp thẻ, bạn inbox admin và chụp người ta ảnh là cái kiểu cái tiền bạn đã bị trừ, mà cái kiểu tiền mà game chưa nhận được ấy, xong người ta báo cho bạn cái họ, cái số ID thì người ta sẽ xử lý thôi. ID cái tên đăng nhập bạn ấy, rồi coi như người ta xử lý cho bình thường nhé. Mới nãy mình vừa báo xong chả sao cả. Mặc dù mình chả ưa gì họ đâu, nhưng tuy nhiên một điều cái đấy cái gì đúng nó vẫn cứ là đúng thôi. Bạn cứ báo lỗi phát là xử lý luôn nhé. Mà đây mình báo lỗi lúc khoảng tầm hơn 10 giờ tối thì người ta vẫn còn đang xử lý cho mình, thì bạn hiểu đông na, nói chung support cũng tương đối tốt. Thực ra ở đây mình ghét là ghét cái người lãnh đạo thôi, chứ còn thực sự là mình nghĩ các bạn nào đi làm để có trách nhiệm riêng người ta ấy. Người nào trực pết có trách nhiệm người trực pết, người ta đều có trực làm hết mình thôi. Chẳng qua cái người lãnh đạo người ta không hay lắm thôi, chứ còn thực ra cái nhân viên thì chả ai xấu cả, đúng không nhỉ? Ai có trách nhiệm riêng người ta thôi. Thời gian nữa mình vừa báo lỗi xong mình vừa được xử lý, mình quay tiếp mọi người xem đấy. Lúc nãy mình hơi hoảng tí là mình ăn cố cái phản hồi trong hôm nay. Mà nếu bị sự cố mình, cái sự cố kia có thể là mình không ăn được trong ngày hôm nay ấy, thì hơi phí công mình tí. Nhưng người ta fix được kịp trong mình trước 12 giờ đêm, coi như vẫn kịp mình ăn kịp cái phản hồi, đúng không nhỉ? Như vậy rất là tiện luôn. Và cái quà mình sẽ xử lý sau, để chủ yếu mình xử lý sau cái quà sau, để chủ yếu mình quay vòng quay ở trước để xem nó có đủ cốt luôn không. Nhưng mà nghĩ tầm này lượt ra thoải mái cái cốt mình cần rồi, mình muốn lấy hai cốt liên quan đến phiến đá thì các bạn sẽ đủ rồi. Cái phiến bony glitch là cái mình hơi khó kiếm thì các bạn chắc chắn sẽ đủ rồi. Rồi quay thêm một chút xem nó ra thêm cái gì không thôi. Ok, như vậy là mình hoàn thành hết số lượt quay mình, như vậy mình được ở 3.590 điểm. Nhưng mình xem lại tí đổi quà để xem mà liệu có thể sao tối ưu số cốt nó tròn tròn tí nhá. Tại vì các bạn cái cốt cuối là cái cốt khá là ngon, bây giờ cái này thì mình ta xem xét xem liệu nên ăn cốt cuối hay không. Tại vì thực ra bây giờ nếu tổng 3 cốt cuối chắc mình không đủ điểm nhỉ, tại vì 2.000 cộng 1.300 đã là thừa rồi. 2.000 này cộng với lại 1.300 đã là khoảng tầm ấn nhầm dấu nhân, dấu cộng nhỉ. Đây là tầm 3.300 điểm rồi. Mình đang suy nghĩ không biết là nên ăn cái cốt 800, cốt 1.300 thì đúng mục tiêu, hay là ăn cốt 1.300, cốt 2.000 và ăn thêm một cái cốt lẻ lẻ nữa. Và mình vừa dư khoảng tầm 200 điểm thì dự có thể ăn thêm một cái cốt khoảng tầm cốt 200 này là tròn này. Và nếu mình mua cái ăn cái cốt 1.300, cốt 800 thì có tròn nhé. 1.300 cộng với cốt 800 thì mình còn dư bao nhiêu điểm nhỉ? Còn 3.590 điểm trừ đi là còn dư 1.490. 1.490 thì ra thấy cũng chả ăn được cốt nào nó tròn tròn nhỉ. Dù ở đây cốt này 2, 3, 5, 50 năm là mùng cũng hơi khó, mình đang hơi băn khoăn một tí không có nên ăn cố cái cốt 800 xu không? Không, hay là nên ăn cái cốt kia mình xem lại quà chút nhé. Xem lại chút cái quà chút xem liệu có đáng để ăn cố nhé. Giờ chủ yếu xem cái cốt cuối có cờ cao cấp, để túi nâng cấp, cờ cao cấp. Xong rồi có cả cái danh hiệu đế vương ánh sáng, danh hiệu này tăng cho bạn chỉ số có vẻ nhiều nhỉ, sức mạnh 4.5 rồi. Nhanh nhẹn 4.5, trí lực 4.5, ma công 6750. Cái này thì ma công hơn tí à. Ở đâu đây, vật phòng, tuyệt chiêu phòng, ma phòng, ma công cộng có cả phần trăm. Nói chung cái này hơi thiên về ma công một chút. Sinh mệnh tăng rất nhiều nhỉ. Còn thuộc tính thì chưa trang bị tăng bằng vầy, mình cũng hơi băn khoăn chỗ cái đế vương ánh sáng một tí. Đế vương ánh sáng là hình Kizazu này. Còn về ngoài ra cái đế vương ánh sáng còn kinh nghiệm bảo thạch này, 500.000 điểm chiêu mộ và 8 triệu berry. Thực ra này chỉ hơi tiếc cái chỗ cái danh hiệu thôi, mình chỉ hơi tiếc cái danh hiệu một chút thôi, chứ còn mấy cái kia mình chẳng quan tâm lắm. Một cái túi cờ có đáng bỏ lấy một nhỉ, túi cờ là cái khá là ngon đấy, cờ cộng thẳng luôn. Còn trong khi cái túi 800 thì có những gì nhá? Có túi thủy tinh hào hoa, thực ra thủy tinh mình không cần nhiều lắm. 10 mảnh thần thạch thủ mình kiếm cũng dễ. Thất tinh đan này 50, thất tinh đan là kiểu cái đan pet nhỉ. Linh lực 3 là hỗ trợ mình lên đồ phổ thôi, mà giờ đồ phổ bên thì cũng không cần thiết lắm nhỉ. Ở cái túi 1.300 là túi gần như chắc chắn mình sẽ lấy, ở đây sẽ có những gì? À không, cũng chưa chắc mình đã lấy. Ở đây có cái này hoàng kim bảo thạch khá là cần. Nếu mình xác định lên thần thạch nhiều thì cần như này. Nâng cấp vũ khí, phiến này 3 này. 1.000 cái đá, 10.000 đá hải hồn này. Không biết nên lấy cái túi nào nhỉ?
bây giờ hơi bị lăn tăn tí mấy túi này. Các bạn là mình không được phun hết thì ra hơi lăn tăn tí đúng không nhỉ? Ở đây nếu không chả biết nên ăn cái túi nào nhỉ. Thì nếu ăn cố thì ăn cố rất nhiều điểm, ăn cố tất cả ba túi cuối thì 2000 cộng với 1003 cộng với 800 nó rơi ra tận đấy, rồi nó rơi tận là 4100 cơ. Là thiếu khoảng tầm 500 điểm nữa. Và mình được 3000 mình coi như là 3500, mình chia cho khoảng 200 lượt đi. Thế trung bình nói chung là mình sẽ được khoảng tầm trung bình nó khoảng tầm 17 là gần 20 điểm một lần. Và đấy, bây giờ mình muốn thêm khoảng tầm 500 điểm nữa, chia khoảng tầm 20 điểm, mình cần thêm khoảng tầm 25 lần quay. 25 lần quay nhân với 10.000 lên thì bỏ để thử cũng nhỉ. Cần thêm 250.000 nữa. không biết có bó chiến không nhỉ? Thực ra bây giờ trong kia chẳng dư xu nào. Thôi mình nghĩ thôi, cái này chắc là chơi vui vui, chắc là cũng không cần thiết quá đâu. Ở đây trong trường hợp này có lẽ mình sẽ lấy chắc ưu tiên hai cốt cuối dư một tí ăn thêm cốt phụ trên là đẹp. Thì bây giờ lấy nhiều cờ ấy quá cũng hơi khó. Thì cái này có lẽ mình sẽ ăn hai cốt cuối đi. Thì ra bây giờ ăn cái cốt hai cốt giữa 800 1300 thì lại dư nhiều quá, dư nhiều điểm quá, ăn mấy cốt kia nó rất là lằng nhằng. Thì ăn mấy cốt kia thì các bạn nó tổng tất cả các cốt kia nhá chỉ có 100 điểm nhá, cộng 150 điểm cộng với lại 200 điểm cộng phía dưới này nữa đi, phía dưới là 300 điểm là bao nhiêu, đó khoảng tầm 750 điểm rồi. Nói chung là cũng rất là vướng víu rồi. Còn cộng thêm một chút 500 điểm nữa đi là 1250 điểm cộng với hai cốt mình chắc nếu mà ăn hai cốt kia là 1300 nữa thì nó rơi vào tầm 3350 điểm. Nó cũng chỉ gần hết cái điểm đấy thôi, nó cũng chả tròn. Thấy ra cái vấn đề nó hơi lăn tăn một tí vậy. Mà mình hơi tiếc cái cờ cao cấp với danh hiệu mới thì cũng hơi tiếc hai cái này. Thế là điểm chiêu bộ để cây F3 và sau cống hiến cũng được. Thế ra nói chung là cũng hơi lăn tăn cho này tí. Nhưng mà nếu mà ăn theo kiểu hai cái cuối phải nó tròn hơn nhỉ. 2000 điểm cộng với lại 1300 điểm. Thế ăn thêm với cốt khoảng tầm 200 điểm đi. Là nó rơi vào tầm 3500 điểm, nó tròn điểm hơn, nó tròn điểm hơn. Ở đây 90 điểm, nếu mà thêm một lần quay nó tròn 100 điểm, lúc cái quả trên này có vẻ nó hợp lý hơn nhỉ. Có vẻ số cốt thứ phần thưởng mới nhận được có vẻ tối ưu hơn tí. Nói chung thực ra cái này nó là phứa phứa tí, nói chung là cũng phứa phứa tí nhé, thực ra nó cũng không quan trọng nhiều đâu. Để cái này nói chung là quà cho thêm nữa, chẳng phải quà chính đúng không nhỉ. Nếu chưa để tròn nhất thì giờ mình nghĩ là ăn cái cốt này 2000 điểm, 1300 điểm, một cốt 200 điểm. Còn thiếu 10 điểm ấy. À đây bạn Hiếu bảo tài trợ thêm 500k rồi ngày mai ăn cái lễ 3 một tí để quay nốt để lấy cái cốt 800, mình sẽ ăn hai cái cốt 1300, cốt 2000 trước nhé. Bởi vì ngày mai có lễ 3, nói chung là ăn cái cốt đấy chắc sẽ đủ rồi, mình gần đủ rồi. Và như vậy với sự hỗ trợ bạn ấy thì nói chung là mình sẽ ăn đổi hai cốt cuối trước nhé. Với cốt này ngày mai sẽ ăn nốt để đổi vào thêm. Nhưng đoạn đấy chắc đấy mình lên video rồi chắc mình không quay thêm nữa nhỉ. Đại khái sẽ ăn thêm một chút và đổi nốt thôi. Nói chung là thôi thì người ta tài trợ, người ta yêu cầu thế nào thì làm thế vậy nhỉ. Người ta cho mà. Thì nói chung là thôi ok nhé. Nói chung cái này video cũng cảm ơn bạn hỗ trợ rất là nhiều nhé. Thực ra mình bảo bạn ấy bây giờ mình ý muốn đổi hai cốt kia một cái cốt cùi để cho nó đẹp, và bạn ấy bảo ăn luôn ba cốt cuối đúng không nhỉ. Tất nhiên là không ăn là full cốt, nhưng tuy nhiên điều ăn ba cốt cuối vẫn ngon hơn, đỡ lăn tăn, đỡ đau đầu hơn đúng không nhỉ. Như vậy vẫn được nhiều phiến đá, tại vì thực ra tới đây có việc mình sẽ dùng đến cái phiến Polyclit này, xong nói chung mình đang thuyên mình lấy cái phiến đấy chính. Như vậy trước mắt mình sẽ đổi cho mọi người xem là ăn hai cốt cuối trước nhá, cốt kia mình sẽ ăn thêm sau và sẽ không quay video nhé, để cho lên video cho sớm. Nó sẽ đổi hai quà đi. Và bạn chú ý một điều, cái quà mốc ngoài còn 7 cốt phải đổi nhanh trước khi nó hết nhỉ. Tất nhiên tầm này chắc chưa hết, chắc không ai ăn đâu. Nhưng tuy nhiên cứ đổi phòng không may nó hết thì sao nhỉ. Nên sẽ đổi cốt này trước nhá, đổi cốt này trước nhá. Ok, đổi xong rồi cái cốt đấy sẽ chắc là rơi vào lịch sử chắc. Ô lịch sử đổi thưởng này, đây sẽ ở đây lấy cái cốt này nhá. Copy sao chép cái cốt này vào xong dán vào nick nhá. Và nhớ cốt này ấn vào chữ lễ bao, ấn paste nhá. Ấn nhận nhá. Như vậy xong cái cốt đầu tiên, tiếp tục ăn cái cốt thứ hai nhá. Đổi qua tiếp sang cốt thứ hai, cốt này còn 43 cốt. Mình cứ đổi cốt nào số lượng ít mình đổi trước nhá. Cốt nào ngon số lượng ít mình đổi trước, để tránh hợp nó không may nó hết thì không có. Thì bây giờ gần ngày cuối chắc ta không bơm thêm cốt đâu. Nhưng mà với số lượng này nói chung mình tin sẽ lấy kịp hai cốt cuối thôi. Thì lấy cốt này tiếp theo nhá. Cốt này còn 43 cái, ưu tiên đổi cốt này. Nó lại vào những chỗ lịch sử nhá. Ta vào chỗ bên lịch sử đổi thưởng nhá, lấy cái cốt này nhá. Ok, được hai cốt thì bạn thấy trong này cái mèo nhé, trong cái mèo cũng phật phẩm nhé. Đây có ba phiến Polyglit nhé, có ít có khá đá hải hồn nhé, có cái nguyên liệu lên vũ khí. Thì mình đang chuẩn bị chuyển sang dần dần chơi vật công, mình nói chung là mình sẽ cần cái này nhiều.
Ở đây có đá ám kim thì cái đá hoàng kim bảo thạch ấy nó sẽ giúp cho mình để mình nâng cấp thần thạch về sau, đúng không nhỉ? Bởi vì do với sự hỗ trợ bạn chắc chắn mình sẽ lên được viên thần thạch tiếp. Thì cho nói chung là mình rất là cảm ơn sự hỗ trợ này, đúng không nhỉ? Nói chung cái gì ai hỗ trợ sẽ nêu tên người đó ra, đúng không nhỉ? Đơn giản vì sao? Đơn giản là tránh các bạn bỏ mình chém gió. Thì do nhiều khi mình bảo mình hết tiền rồi mà tự nhiên lại nạp nhiều thế, đúng không nhỉ? Thì nói chung bảo đây là có bạn Hiếu Lê và tài trợ nhé. Thì nói rõ ràng thế thôi. Cũng như cái câu chuyện như kiểu mình ví dụ ngày xưa mình chơi liên minh hải tặc ấy, mình được admin ra tài trợ vàng, mình khoe luôn bạn tài trợ vàng. Nói chung cái gì mình được cho mình nói được cho, cái gì rồi của mình làm ra mình bảo mình làm ra, để nói cho mọi người rõ ràng hiểu vấn đề như thế. Còn đây chủ yếu là quay mọi người xem thôi chứ không có lấy làm gì đâu. Thực sự bây giờ người ta cho vào game nhưng người ta cho mình đâu, đúng không? Thì nick game nó có nhưng mình được cái gì đâu, mình quay mọi người xem thôi mà. Ok, nhận cái quà nhé. Được cái mail tiếp theo đây cho bạn đây cái danh hiệu đế vương ánh sáng này, cho bạn cái túi nâng cấp S này, cho bạn túi cờ cao cấp này, cho bạn 3 triệu kinh nghiệm bảo thạch và khá nhiều điểm chiêm bộ nhỉ. Ở đây phần thưởng nãy mình đánh boss thành công nhưng có phần thưởng này, đúng không nhỉ? Ok, đây là số cái quà mới nhận được nhá. Còn cái vòng quay ấy, chung ngày mai sẽ quay thêm, ngày mai sẽ quay thêm lấy nốt cái cốt kia nhá. Còn dư 290 điểm. Ngày mai bạn sẽ tài trợ cho mình thêm 500k, mình sẽ ăn kiểu ăn tròn cái lễ bao trước. Nếu ăn tròn lễ bao xong rồi mà đủ điểm để đổi luôn ấy thì mình sẽ đổi luôn cho đỡ phải đỡ để giữ lại 200k để dành, đúng không nhỉ? Và bạn tài trợ mình 500k mà thì mình sẽ giữ lại 200k để dành. Còn nếu giả sử ngày mai ấy mà 300k vứt vào vẫn chưa đủ ấy thì mình sẽ lấy thêm một chút nữa vào cho đủ bằng được cái cốt 800 nhá. Thì mục tiêu bạn muốn cho mình ăn được cốt 800 thì mình sẽ ăn cái cốt đấy bằng được, đúng không nhỉ? Nói chung là trong mức 500k thoải mái để ăn cốt rồi. Thì chia sẻ người như vậy. Còn bây giờ nói chung là sau đó giờ sẽ sang cái phần tiếp theo là cái phần mà đi chỉnh sửa nick một chút sau khi có đống quà nhỉ. Nên tất nhiên cái phần này mình sẽ ghép video cho mọi người xem thêm. Nên ghép luôn trong video này. Còn bây giờ mình chạy xuống làm việc tí đã, mình đang hơi bận tí. Mình chạy xuống làm việc xong mình sẽ lên ghép thêm phần đó vào cho người xem liền luôn. Còn mình sẽ quay thành 2 nhịp nhưng bạn sẽ xem liền luôn nhé. Thì chia sẻ một người chút như vậy. Và cái vòng quay kênh qua cơ bản như thế là xong nhé. Đây mình chợt nhận ra cái này mình phải quay trước luôn một tí là vấn đề mình sẽ phải đi mua một số thứ trước khi hết vì đang ở ngày cuối của cái phản hồi ấy. Thế ra mình sẽ phải đi vào đây mua một chút bánh mì nhá. Hiện tại giờ mình có vàng thì sẽ thể mua bánh mì được. Mình sẽ mua bánh mì đây nhá. Bình thường mình không mua bánh mì đâu vì tại vì mình có đầu tư đâu. Giờ tại có vàng bây giờ mình mua chứ. Giờ mua cho này nhá. Mua hết cho bánh mì trong này tại vì bình thường mình không có vàng không mua, bây giờ mình có phải mua thôi. Chả tội gì không mua cả. Bình thường trước mình không có vàng thì mình không mua đâu. Rồi vậy mua xong hết đống này nhỉ. Như vậy tự nhiên mình sẽ tích được nhiều bánh mì hơn cho một số cái sự kiện quan trọng thì sẽ mua thêm bánh mì như thế. Như vậy tiếp tục ở đây như vậy cái quà hàng ngày phải nhận đi trước khi nó hết này. Nhận quà hàng ngày này. Quà lễ bao phản hồi tinh phản hồi mình nhận tròn mốc nhá. Mốc cuối thôi nhá. Thì đi xin tài trợ thì cũng chả kỳ vọng nhiều nhỉ. Mốc cuối thôi. Tại vì ra là mốc cuối đúng là ngon hơn thật đấy. Nhưng tuy nhiên bạn cứ cố nhiều mốc cuối tốn tiền lắm. Thì ra chung không cần cố cái đấy. Ở đây cái quan tật thì chung là xong rồi không nhỉ? Quan tật thì xong hết rồi. Tiếp tục xem bên nào còn cái gì mình chưa xử lý xong kịp trong ngày hôm nay không nhỉ? Trong ngày hôm nay thì cơ bản những cái khác có thể từ từ được, có mỗi cái chỗ phản hồi này chắc phải đổi quà luôn thôi. Nói chung là quà ở đây thì tại không biết đổi cái gì cho hợp lý thì chắc đổi thêm ít mảnh con Tiamat chắc. Tiamat mình có bao nhiêu mảnh người ta. Mấy cái quà kia sẽ nhận sau, ghép cho người xem thêm sau. Đây mình ấy cái này trước khi mình xuống làm, mình xử lý cái này trước đã. Làm xong thì đi chơi game cho thoải mái xem. Có 12 mảnh Tiamat hơi ít nhỉ. Hay mảnh thần thạch, Tiamat thần thạch thì chắc mình hướng cái con Tiamat hơn. Thực ra Tiamat thực ra mình đấu giá cũng được thôi, nhưng mà tuy nhiên mình muốn tiết kiệm vàng làm nhiều việc khác thì giờ này đang hơi khốn khó, tiết kiệm vàng tí thì chắc đổi Tiamat trước đi. Còn cái thần thạch thì cũng được thôi, nhưng mà nói chung là nhưng mà có 25 mảnh thì hơi ngại đổi nhỉ. Nói chung thử xem cái này bằng này đổi được tầm bao nhiêu mảnh, xem ước lượng khoảng tầm bao nhiêu. Nếu thần thạch thì khoảng tầm có 12 mảnh trả bỏ. Còn nếu mà đổi Tiamat thì nhiều hơn tí, thì ít hơn 100 điểm mà. Thôi mình đổi con Tiamat thì đổi Tiamat. Giờ dần sao đủ thì tính sau nhỉ, còn dư tí điểm thì đổi nốt tí cho nó tròn tròn đi. Ở đây có chút cái tên thôi đổi nốt tí này cho nó tròn tròn đi. Đổi bừa cái gì đó cho tròn, còn 60 điểm đổi cái gì cho tròn nhỉ. Mấy cái này không giá trị lắm nhỉ, 60 điểm đổi cái gì cho nó đẹp đẹp một tí, có giá trị một tí nhỉ. Chả có gì có giá trị mà mức độ 60 điểm mà. Thôi đổi cái tí cái này cho nó tròn cho nó hết sạch đi. Thì thấy là không còn dư một điểm nào nhỉ. Mình chơi cho vừa tròn thôi, mình chơi vừa khít thôi. Nó không dư điểm nào nhé. Thế vậy giải quyết xong cái này thì trước khi kết thúc 12 giờ đêm nhỉ. Còn nữa sau 12 giờ đêm mình làm xong công việc mình sẽ lên mình nối tiếp cho người xem. Ok, bây giờ tiếp tục mình sẽ xử lý đống quà mình đang có nhá. Đâu lắm rồi mới được ăn cốt thì ra xem hôm nay lên được bao nhiêu nhá. Đây xem quay về đây tiếp này. Đây mình sẽ nhận một số cái thưởng mở hết một số cái túi ra nhá. Để xem ăn hết cái đống này xem lên được nhiều. Đây đầu tiên mình mở cái túi cờ sức cộng luôn này. Mấy cái cờ sức cộng luôn này. Cờ này ok xem cộng bao nhiêu nhá. Chờ thế này lực chiến dễ ở thế nhỉ. Lên kiểu ăn cờ cách cái kiểu lên lực chiến dễ nhất. Không nhỉ, cứ ăn vào chả cần hiểu gì cả, nó tự động nó cộng chỉ số là ngon luôn. Rồi sau phía dưới xem còn những cái gì ăn được không nào. Có rất nhiều thứ này mà chung nhiều số thứ cũng chưa dùng được luôn đâu, nhưng mà nói chung chả để từ từ đã. Ở đây cái danh hiệu này ta tăng cho bạn từ thuộc tính, mình xem cái thuộc tính này so với danh hiệu mình đang dùng nó tăng cao nhé. Ví dụ thứ giờ thử cho coi như tôi thử quan tâm chỉ số nhanh nhẹn 4.5 thì xem cái danh hiệu cũ mình đang dùng là bao nhiêu nhé.
mình vào chỗ này, vào chỗ đổi danh hiệu nhé. Danh hiệu hiện tại mình đang có ở đây là sức mạnh 10, nhanh nhẹn 10, trí lực 10, vật công thứ tinh tinh này, vật công 650, tiền chiêu thứ 650. Và cái phần trăm nó tăng là 8% đúng không nhỉ? Để mình thử sinh mệnh tăng 10%, có vẻ hơi cao nhỉ. Còn cái sinh, còn cái danh hiệu cũ ở đây này thì cái danh hiệu mới bên này nó tăng là bao nhiêu? Như vậy cái phần trăm nó không cao bằng nhỉ, phần trăm không cao bằng. Nhưng tuy nhiên một điều ấy, bạn để ý một chút danh hiệu nhé, là khi nó chưa trang bị ấy, khi nó chưa trang bị nó vẫn tăng cho bạn thuộc tính nhé. Ví dụ bây giờ bạn chỉ cần dùng cái danh hiệu này và không trang bị nó ấy, thì cái thuộc tính vẫn được cộng lên là sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, trí lực 1.2, ma công cái thứ bằng vậy thì cũng chả sợ lắm nhỉ. À nhưng mà quan trọng ngày xưa bên xưa đến giờ mình không để ý một chút trong danh hiệu một chút, là nếu giả sử mình cộng thêm nó cộng thẳng đấy, là cộng vào cái thuộc tính tổng, thuộc tính trang bị, thuộc tính cũng được cộng trong này nhé. Thì bây giờ mình cứ xem thử, ví dụ sức mạnh bỏ cộng thêm 1 sẽ lên 11 nhé. Nếu không lên 11 thì không không sao. Còn nếu là lên 11 thì có thể cái danh hiệu này với là danh hiệu ngon hơn đúng không nhỉ? Bây giờ quay lại chỗ danh hiệu sẽ lên 11 nhé. Như vậy thì không lên, như vậy thì cái chỉ số cũ nó vẫn cao hơn nhé. Chỉ số danh hiệu mình đang dùng nó vẫn cao hơn. Như vậy danh hiệu kia dùng để tăng thuộc tính chứ mình không dùng để trang bị nhé. À, tất nhiên là mình không biết nếu mình nhìn không nhầm mình như thế. Và nếu hôm nay mình nhìn nhầm thì anh em nhắc nhở mình tí nhé. Giờ này mắt cũng kém lắm, nhưng mà chắc không nhầm đâu. Tiếp tục nhá, tiếp tục đến những cái tiếp theo. Ở đây có túi nâng cấp S, ở đây cho phép bạn chọn một trong cái túi nguyên liệu đây cũng nhỉ. Nói chung ở đây bạn thích chọn thì chọn, không chọn chưa vội lắm thì cứ để tạm đi. Đằng nào bây giờ mình không có nhiều đám kim lắm thì ra mình chả vội lắm. Thực ra túi này cho cả đám kim luôn, nhưng mà đám kim lên cái đồ mức vừa vừa, mà bây giờ mình toàn lên những đồ rất là cao ấy, nên ra mình chưa vội cái túi này lắm, cứ để đấy đã. Chiến tích thì cứ nhận đi, tại mình chưa lên cấp, không biết lúc lên cấp mình đã nâng mắc chưa, nên tí nữa mình xem sao. Chủ yếu ở đây, chủ yếu mình sẽ nâng một chút thần thạch, mình có rất nhiều berry, thôi tí nữa mình mở berry sau. Tại vì thực ra bạn hiểu lúc nào chỉ có đầu tư mới có thể nếm nhiều berry thôi. Chứ bạn ăn mỏ cũng chả được mấy berry đâu. Được thì vẫn được, nhưng mà quan trọng nó không được nhiều ấy. Thực sự là từ cái ngày mình không đầu tư nữa, giờ là mình gần như mình lên là đúng một viên thần thạch, nó lên level 15 để sang bậc 2 được. Để bạn biết là cái mức độ berry thiếu thốn như thế nào ấy. Để bạn ý một chút là đa phần berry kiếm từ nguồn đầu tư ấy, nó lại toàn rơi vào những cái mốc rất là cuối. Và rất là không phải lúc nào cũng ăn được những cái mốc đó, thì là rất là khó kiếm. Còn cái berry thì ăn mỏ rất là ít, nó không bỏ cho mình dùng. Đây có được 100 mảnh thì ghép nốt này. Này ghép lại đi này. Được thêm cái áo tràng vệ vương nữa, nhưng mà cái áo tràng vệ vương mình dư rồi, sao không cần thiết nữa. Nếu có gì nó đủ mảnh không thì ghép lại, một số cái khác nó lẻ tẻ quá từ từ xử lý sau cũng được. Nói chung là ăn cái cờ cách lên nhanh nhất nhé, là bạn không cần biết chơi hay không biết chơi, nhưng bạn ăn cờ và tăng chỉ số là đấy cách nhàn nhất nhé. Bây giờ có đi lấy thêm cái này đi. Mình nghĩ bây giờ chắc mình đủ sức lên cái nhẫn rồi đấy, mình nghĩ chắc đủ sức lên cái nhẫn. Không may thiếu nguyên liệu mình dùng cái túi kia mình lấy cái nguyên liệu lấy nhẫn là mình sẽ đủ sức lên nhẫn. Đây giờ mình sợ không may thiếu quặng thì chắc lấy túi kia. Thế bây giờ mình xem thử xem là liệu đủ sức lên cái nhẫn của Rayleigh nhé. Hiện tại lâu từ lúc nó update giờ mình chưa lên được cái nhẫn nào. Thì thật ra mình sẽ lên cái nhẫn thì sẽ được cái nhẫn cao nhất nữa. Đi quy đổi chút thêm tí quặng vàng cái này đi. Đám kim quy đổi thêm tí. Xong mình kiểm tra xem đủ nhẫn nhé. Ở đây thế là chu thiếu một chút thì không biết cái túi kia có đủ không nhỉ. Mình thử mở cái túi nguyên liệu, mình chọn cái túi nhẫn nhé, để xem có đủ không nhé. Sợ vẫn thiếu một tí, mình sợ đen là vẫn thiếu một tí. Đây cái túi này, túi nhẫn này. À, vẫn bị thiếu một tí, sợ thiếu nhiều nhỉ. Nhưng mà thôi thiếu chỗ này cái chăm chỉ cài quặng đủ thôi. Cứ tưởng lên đủ rồi vẫn chưa đủ. Thôi cứ từ từ nhé. Đây bạn biết là đồ về sau lên rất là tốn nhé. Cái vét quý tộc về dư rồi chắc là vứt cho tí cho đồng đội phụ nhỉ. Bây giờ hiện tại ví dụ con main con thời trang riêng rồi nhé. Con này có quý tộc có quên nhầm, cái con này có ấy áo tràng vệ vương rồi chứ. Còn con bên này là con nào nhỉ? Con Lucy có rồi. Kaku có rồi, Lucy Kaku đều có rồi. Lucy Kaku có rồi, Kit thì cũng có rồi. Ok như vậy cái này dư vứt cho đồng đội thứ 6 thôi. Đồng đội thứ 6 ở đây mình đang dùng con gì nhỉ? Ở đây đồng đội thứ 6 dùng Corby tạm, mình vứt tạm cho Corby đeo để sau ấy thôi. Còn cái thời trang cùi bắp này nó không cộng gì, mình sẽ giã ra để lấy thêm cái thủy tinh thời trang. Bây giờ cái này dư rồi không giữ được gì. Trang sức ở đây mình có túi chọn trang sức D ở đây cho bạn bộ từ thiên đạo Tây Hà, xem từ thiên đạo Tây Hà thiếu cái gì mình cho vào nhé. Xem từ cuối lên trên trước nhé. Tây Hà chỉ có Bắc Minh thì có một này.
Thiên Đạo chưa có gì, Bolloy thứ chưa có. Như vậy Thiên Đạo với Tây Hà đây, bạn thấy một điều là cái bộ này nó tăng cho bạn nhanh nhẹn để mà mình đang vẫn đang chơi thiên về tuyệt chiêu một chút đấy. Như vậy có lẽ mình sẽ ưu tiên lấy cái bộ Bắc Minh nhé. Nhưng Bắc Minh đây tỷ lệ cao sẽ lấy cái cuối tăng bao nhiêu nhỉ? Bắc Minh thì tăng ở đây là tăng cái này là 16303 à 1630. Còn những cái kia thì tăng à cũng 1630 hết à. Vậy bên này có hai cái này 17 bao nhiêu? À như vậy có lẽ do chỉ số kia mình cao nhất là sao? Ở đây hiện tại có cái này vật công 17 mấy nhỉ? Và cái này 17 mấy, cái này vật công chỉ có 13 mấy. Vậy lấy cái vật công, nhưng mình lấy cái món vật công nhé. Sau khi trang bị xong thì đi thành đổi cái trang sức đi một tí nhé, cho cái cao hơn vào nhỉ. Ta biết chuyển dòng từ cái cũ sang nhé, mình chuyển thừa cái cũ sang. Đây chuyển cái cũ này sang, cái này bắt buộc dùng vàng nên chẳng có gì khác ngoài vàng đâu. Tôi ấn cường hóa tí xem cái nào chưa cường xong, ví dụ đây mình có cái này 60 60 60, để cường nốt cái này cho lên 60 nhỉ. Nó không biết có đủ thủy tinh không, càng lên cao càng tốn thì sợ không đủ thôi. Chưa đủ, chỗ này chưa đủ thôi. Nó để cứ từ từ lên dần dần đến khi nào đủ thì thôi. Chúng đang thiên hướng đổi dần sang vật công, thì vì nói chung là vừa rồi cũng phế vật công hơi lâu. Cái này cũng đi dã nhé, cái này cũng chẳng nào chẳng cống được cái ác ma đi dã đi. Quay về chỗ viện nghiên cứu quốc hội xem có nâng được thêm cái gì nhé. Ở đây có lên cấp thì nâng mắc cái này luôn đi. Bây giờ nói chung lên cấp mình khá là chậm nên ra mình cũng chả vấn đề cái này lắm, cứ ấn luôn mắc hết tất cả thôi. Tại vì cái này bây giờ cái số lượng chỉ chờ một cấp rất là lâu, kiếm được rất là nhiều nên mình cũng chả sợ vấn đề thiếu chiến tích lắm. Cứ ấn tràn đi. Thế rồi bây giờ vào khắc ấn nhé, và khắc ấn khắc thêm gì nhé. Mình sẽ ưu tiên khắc cái vật công một tí, chỗ này không biết đủ khắc nổi một cấp không nhỉ. Thế rồi xem thử cái của Kaku xem nào. Vẫn chưa đủ một cấp thì thôi cứ vứt ra đã. Mạ vàng có thể mạ thêm không nhỉ. Mạ vàng tập này chắc là thêm một tí đấy. Như cái nhẫn mình chưa, cái nhẫn ready mình chưa mắc cái sao mà cái nhẫn ready mắc rồi ạ. Nhẫn ready mắc rồi, xem tí sang bên con vật công chẳng hạn đi. Cái này đang 30, con Lucy được bao nhiêu, 27, cho cái 27 lên trước đi. Nói chung là càng lên cao bạn mạng càng tốn nhé, hải hồn thì nâng lên một chút đi, mình đang ở rồi. Không biết có đủ lên lôi thần giáng thế không ta? Chưa đủ đến. Cũng sát sát đến cái cung lôi thần giáng thế đấy. Nói chung là dù cái này nó thật một điều là mình cũng chả chơi cái này lắm. Chẳng qua cứ lên cho nó có thôi, chứ còn sự nó không tác dụng nhiều. Tinh bản nó nâng thêm gì không? Chắc đang nâng tí tinh bản phụ lên tí cho nốt cái chỉ số phụ thủ đi. Nâng tí cái ma phòng lên tí mà vẫn chưa đủ. Một cấp tiếp theo nó cần rất là nhiều, nói chung càng lên cao càng tốn nhé. Về hiện tại mình quay video là sang ngày mới, sang tuần mới là có bắt đầu ra quỹ hải tặc này. Vàng có khá, nói chung cứ kiếm dần được ấy. Chắc là mua tạm cái vài quỹ trước đi, mua cái vài quỹ trước chả tốn là bao nhỉ. Ủa mua tầm khoảng 4 quỹ trước đi. Nó ăn thêm tí quà 4 quỹ nhỉ. À, mấy quà này đi xả lực nó hơi lâu thôi, để tí nữa nhận sau. Bây giờ vấn đề quay về chỗ thần thạch nhé, mình có viên nào đó đang có một viên đây, mình đang level 10, cố xem lên được level tiếp theo này. Đây là 11 rồi này, và mình cố xem lên được 15 nhỉ. Lên 15 mà tầm berry này có hơn tỷ thì các bạn cũng không lên được rồi 15 nhỉ. Mình chắc là chờ thêm một chút nữa mới lên được đấy, tầm 1 tỷ berry chắc lên khoảng tầm 13 14 nữa. Thôi cứ từ từ lên được, chưa vội lắm. Tiếp tục xem còn cái gì khai thác được không nhé. Cái này mở xem hên xui được mấy cái mảnh không. Đây còn một cái trang sức nữa ở đây là bộ từ bộ san hô cho đến bộ huyền hoàng, như bộ này mình full hết sử rồi sao, mình xem lại xem có đúng nhé. San hô đến huyền hoàng như mình full mất rồi. Đây san hô full rồi. À còn mấy cái bộ này, một bộ nguyệt thạch, cái bộ huyễn tinh hình như là không có rồi ấy. Nguyệt thạch huyễn tinh. Rồi mình xem bộ nguyệt thạch với bộ huyễn tinh có nhưng hình như không có. Mình xem thử cái túi này xem. San hô này, tinh vân này, ngự thần mộc này,
Long Thạch này, Kỳ Bảo này, Ấn Giả này, Càng Khôn này, Lục Hợp này. Như vậy không có, như vậy không có. Mấy cái bộ đấy mà phải mua trong shop nhé. Trong shop nó bán trang sức thì có đấy, nhưng mà đắt lắm. Thôi cứ từ từ nhé. Tại cái dấu đỏ nâng thêm một chút nhé. Nói chung cứ đi lần lần tí xem có cái gì nâng được thì nâng thôi. Mình đang ở cấp 47. Đây cái này 47 rồi, cho mấy cái này lên tí đi. Cái này 47 rồi. Đấy, cái này 46 cho lên 47 đi. Kích thêm chút chỉ số ấy mà. Tiếp tục cho lên tiếp 48 đi. Mà chắc không đủ hết 48 đâu. Cứ nâng từ từ thôi. Không đủ dấu đỏ cái để đấy nhé. Mấy cái này không quan trọng lắm mà chắc chưa động đến nhỉ. Như vậy chung là mấy cái chính thì chắc chỉ có thế nhỉ. Mình sẽ sửa sơ sơ một tí vậy thôi. Còn rất nhiều cái sửa, ví dụ như báu vật mình cần phải sửa lại. Cái đấy chắc để riêng video riêng. Để báu vật mình sửa rất là lâu thì mình sẽ để trong video riêng. Còn mấy cái thứ linh tinh có thể nhận được luôn ở đây thì như chỉ có tầm đấy á. Xem sơ lại phát nữa xem còn thì được cái gì có thể nhận được không nhỉ. Ở đây nhìn sơ sơ nhưng không còn thì sao ấy. Thì cái chỗ đồ phổ liệu có nâng thêm được không nhỉ. Đồ phổ xem có bao nhiêu mảnh xem có lên được không. Ở đây hiện tại mình đang có 47, vứt ra đây là lên là 52. 52 mở thử random xem ra được không nhé. Cái này khó nhất là chỗ là lấy cái linh lực là cái khó kiếm nhất. Chứ ở những cái khác mình nghĩ là chăm chỉ sẽ kiếm được thôi. Nhưng riêng cái linh lực là kiếm hơi lâu nhé. Cái haki cất vào trong để dành đi, haki cất để dành đi. Còn những cái khác căn bản trong này không có gì dùng được không nhỉ. Ở đây có một ít berry. Thôi berry cất vào trong đi, berry mình nghĩ là chưa đủ. Thực ra bây giờ cũng chưa cần thiết phải nâng lắm, thì cất vào trong đi. Cái này khoảng được tầm chắc phải được gần 2 tỷ berry, hoặc có thể được 2 tỷ berry luôn đấy. Cái túi này 1 tỷ rồi, cái này nó khoảng 800 rồi. Mấy cái linh tinh nữa cộng lại chắc phải được gần 2 tỷ đấy. Có thể nhìn cái đỏ có thể hơn đấy. Đấy, các bạn mình rất là ngại cộng cái này, cứ vứt tệ đấy. Thì cái điểm chiêu mộ có để dành nhé, điểm chiêu mộ để dành cho cây ác ma đúng nhỉ. Còn cái này bây giờ cái túi trang sức này thì vứt vào trong đi để cho cúng cây ác ma sau này. Đằng nào bây giờ những cái trang sức đấy có hết rồi ấy, thì mình để dành mình cúng cây ác ma. Bạn nào mở túi trang sức ra không được cống được nhá, nhưng bạn để nguyên dạng túi sẽ cống được. Hình như được 50k điểm hay sao mình nhớ không nhầm, mình thấy. Nên thành ra không phải cái gì không dùng nó vứt đi nhá, phải để cất lại để cúng cây ác ma linh tinh nhá. Có những thứ không dùng đến phải cất đi. Và có những thứ không dùng đến bạn vứt luôn đi cũng được. Nên nói chung là tùy từng thứ, nói chung là thận trọng quá trình bạn vứt nhá. Ở đây có chút vàng nên mấy cái này sẽ cất đi để dành nhé, chứ không dùng vội làm gì nhé. Nói chung là bạn cái lúc mà bạn có vàng thì bạn nên để dành tất cả những thứ gì liên quan đến vàng nhé. Còn lúc nào bạn không có vàng thì bạn bắt buộc dùng thôi. Để lúc khốn khó nên là tại sao một số bạn thấy lúc nào mình khốn khó mình mở rất nhiều vàng tiết kiệm ấy. Nên giảm một điều là cái lúc bình thường mình cất đi thôi, mình giữ làm gì không nhỉ. Dù số vàng nó chả đáng là bao mới cất đi thôi, thì cứ lâu lâu để dần dần về sau ra nhiều lắm. Thế còn mình không vội tí gì nhé. Tại vì lúc nào mình xác định lúc đấy có vàng, dùng cái vàng nạp từ bên ngoài ấy, thì cần gì phải tiêu cái vàng kia thì cho phí nhỉ. Tại vì giống bạn nhiều vàng mà tiêu cũng nhanh hết lắm, thế ra mình cất những cái vàng kia đi. Còn đến lúc nào thực sự mình không có vàng để nạp nữa ấy, thì các bạn mình sẽ lấy vàng đi ra tiêu đúng nhỉ. Đây chơi phải tiết kiệm một tí. Còn quỹ hải tặc thì thực sự những cái nick của mình thì các bạn thì được 10 quỹ thì tốt, không được thì chả sao. Cũng như đủ 10 quỹ thì tốt, không được chả sao đâu. Tại vì đơn giản là điều là đằng nào cái kiểu mình thỉnh thoảng hay được hay bơm ấy, thì các bạn cứ chỗ thêm bớt một tí vàng chả quan trọng. Ví dụ như đợt này ra quỹ hải tặc mà không đủ kinh phí để mua mắc ấy thì cũng thôi, thì mua nhiều nhất có thể thôi đúng nhỉ. Còn về sau có kinh phí bù vào sau, xong có thể tích thêm khoảng tầm 2 đợt và có thể mua đợt sau full quỹ sau mà. Nói chung cũng chả sợ lắm đâu. Cũng như một số bạn bây giờ tích vàng ấy, ngày hôm nay mà chưa mua được full quỹ không nhỉ. Nhưng bạn tích mùa này xong rồi nó trả lãi, bạn mà giữ cái lãi ấy lại, xong mà để cho mùa sau cộng rồi mà ấy, thì lại vẫn có thể mua, hoàn toàn có thể mua mắc cái quỹ được. Chẳng qua điều bạn phải mua qua vài mùa quỹ để bạn tích dần dần qua cái lãi thì bạn mới đủ sức mua được không nhỉ. Và sau khi bạn mua đủ được cái quỹ rồi, sau cái lãi dư ra bạn có thể dùng thoải mái không nhỉ. Rất tiện hơn rất là nhiều. Dạo này mình đang tiết kiệm xu một tít ấy, nên một chút nên ra mình chả hứng thú ghép trái ác quỷ lắm. Mặc dù mình rất là muốn thêm vài trái ác quỷ ấy, nhưng mà hiện tại mình chả muốn. Tại vì giờ nếu mình tiêu hết xu thì sau con số dự định mình không dùng được. Nhưng mà xu hiện tại nó có khoảng 1000 xu chả bỏ. Tại vì thấy bây giờ cái gì ngon ngon tí cũng toàn tính khoảng vài nghìn xu thôi.
những cái kia các bạn đây xem có đủ linh lực. Linh lực có mỗi 2 linh lực thì hơi ít nhỉ. À các bạn mình còn một cái... À vậy mình có thể lên cấp nữa nhỉ. À xem lại xem. Mình xem lại cái này xem. Linh lực cần có 5 thôi. Như vậy mà thấy một chút là trong cái vòng quay một cái cốt cho bạn 3 linh lực nhỉ. Nếu mình nhớ không nhầm thì trong vòng quay một cái cốt cho 3 linh lực thì sao mình check lại trang chủ một tí đó. Mình nhớ không nhầm như thế. Nếu mà đúng như vậy thì các bạn sẽ khá là ngon nhé. Ở đây cái mức quà 800 đây cho bạn linh lực 3. Và như vậy lúc nào mình ăn cái cốt linh lực 3 mình sẽ nâng cái đồ phổ lên cộng 9 đúng nhỉ? Tới cái này là nâng 100% thành công. À không, chưa đủ thì mình cần thêm túi cái huyết ấn. Nhưng mà chọn cái huyết ấn của mình thì đơn giản kiếm dễ thôi, mình rất là chăm đánh boss Kaido linh tinh ấy thì mình chắc chắn được hai mảnh cái thứ linh tinh mình tích lại mình sẽ sớm đủ cái này đâu. Nói chung mình sẽ sớm lên đồ phổ cộng 9. Và lên cộng 9 thì lúc đấy nó sẽ giúp cho mình cái giới hạn máu của men nó cao hơn tí nữa. Thì giờ nào bây giờ chơi kiểu kit bảo kê này ra kiểu gì con men nó cũng sẽ sống được ấy. Thì cái giới hạn máu càng cao thì càng tốt thôi. Thật ra chả cao cũng được vì các bạn cái bảo kê vẫn sống nhưng mà nói chung là cứ có tí giới hạn máu vẫn hơn. Ví dụ đây bạn để ý à, mức cộng 8 là giới hạn máu là 4% thì nếu mình lên được cộng 9 là còn 35% đúng không nhỉ? Và lên cộng 10 chắc tụt thêm 5% nó còn 30% đúng không nhỉ? Như vậy con men nó trâu hơn một chút nhưng tuy nhiên mình thấy sát thương vẫn rất là yếu nhé. Tức là trâu nhưng mà trâu không đủ nhỉ? Cái độ trâu không đủ và sát thương gây ra không đủ lớn. Nhưng tuy nhiên là cứ nâng thôi, nhiều khi nâng tăng được chiến là chính mà đúng không nhỉ? Nhưng mà cái này nói chung là chờ ăn thêm cái cốt đó và kiếm nốt 4 cái huyết ấn nữa. Nói chung cái này từ sẽ lên thôi. Tiếp tục theo moi móc xem cái nick này còn cái gì lên được không nhỉ? Thì kiểu lâu lâu cũng chả biết là có cái gì chưa lên đâu. Team Magma thì cũng không lo lắm tại vì ra là Team Magma thì mình có thể kiếm thêm ví dụ như kiểu xong cái hải tặc đại chiến có thể kiếm được 100 Team Magma là 200 team, 280 mấy team ấy. Nó đánh trong đỉnh phong linh tinh là khoảng tầm 300 team thì thoải mái mở nốt cái ô còn lại cho Kaku cũng nhỉ. Tại Kaku ở đây hiện tại mình đang thiếu một ô nữa cần 300 Team Magma. Như vậy hoàn toàn có thể mở được. Như vậy cái đấy chung giải quyết vấn đề cái Team Magma không khó lắm. Bây giờ nhìn sơ ở nick ở đây có cái thủy tinh có thể cường hóa thêm một chút, cứ thỉnh thoảng nhìn ra cái gì đó lại đi cho người xem thêm tại vì giờ cũng chả nhớ được. Rồi, chắc là không biết là cường hóa cái nào, cường hóa của Riley, chắc Riley đang cái 25, còn con bên này là bao nhiêu đây, con này đang 20, con này đang là 29 còn cái bên này 20, phải nâng cái 29 thành 30 đi. Ưu tiên nâng một cái lên cao về sau có thay thời trang mới phải chuyển cái đấy dã cái này đi vứt sang kia, nó không có tính năng kế thừa thời trang ở thời điểm hiện tại nhé, còn về sau không biết có hay không. Ở thời điểm hiện tại không có nên ra mình phải chấp nhận điều vậy là dồn cái thật cao và sau về sau vứt đi ấy. Tại bây giờ tất cả bốn cái thời trang của đồng đội của mình đều là áo choàng vệ vương cả, thành ra mình thì vứt đi một cái, mình cường cái thật lên cao và sau mình vứt đi để thay cái thời trang ngon hơn cái áo choàng vệ vương ấy. Nó chả ảnh hưởng gì đến mình đúng không nhỉ, nên thành ra chung mình cứ cho một cái lên thật cao thế. Giờ hiện tại mình cường cái này lên tí thì sau mình dã đi là xong, không chỉ sơ chắc là hết đấy nhỉ. Còn cái mấy cái liên quan đến tẩy luyện linh tinh để video khác đi. Chung gần 2 tỷ berry có, à, hay mình lên cố cái viên thần thạch nhỉ. Thật ra mình muốn để cái này đến đợt nào cây ác ma mới đầu tiêu berry, bây giờ nâng thấy hơi thừa phí. Còn chắc chắn một điều mình nâng lên vài level lên khoảng tầm 48 triệu lực chiến ấy, thì bây giờ nó sát 479 rồi đúng nhỉ. Nhưng chắc cái này mình để dành lúc nào ra cây ác ma mình xả đi, hoặc lúc nào mình thấy chán đời mình đi xả đi. Thế bây giờ mình lên thêm một viên thần thạch ấy, đúng là tăng thêm chỉ số là đấy, tăng thêm lực chiến tăng chỉ số đấy. Nhưng tuy nhiên một điều nó cũng chả giúp gì cả, thì các bạn điều là cái bản chất mình không có siêu tướng thì bản đánh nó rất là bấp bênh đúng nhỉ. Để cắt top bây giờ có siêu tướng nhiều rồi, ta đánh đội hình mình vẫn thắng là thôi, nhưng mà đánh kiểu mất nhiều lần thì cũng chả đem gì đúng không nhỉ. Thế ra bây giờ lên một viên vội cũng chả vội làm gì, để chắc cái chỗ berry kiểu tích góp một tí lên cây ác ma mình xả ra sau cũng nhỉ. Và bây giờ chắc là chưa cần đâu, bây giờ có xả tí cái này cho nó dưới một nghìn triệu cho đảm bảo để kiểu giao lưu hàng hóa linh tinh trong game vẫn đơn giản hơn thôi. Kiểu nhiều khi bạn muốn bán một đồ giáp đi và bán món đồ giáp đi mà trên 1.000 triệu là nhiều khi không bán được đâu đúng không nhỉ. Nó rất hay vấn đề linh tinh có thể lập bớt đi một tí, một lập một tí thôi chứ còn thực ra mình cũng không ấy nhiều. Để bớt tí cho rộng túi đồ mới không đủ lên một cấp đâu. Nếu đập hết sạch tất cả 1 tỷ thì có thể đủ chứ còn. Nhưng mà nếu đập một ít 1 thì chưa chắc đã đủ. Này chắc là đập lên một cấp đi, chắc đập lên khoảng tầm một cấp thôi. Xong để lại khoảng tầm vài trăm triệu một tí để không may mà sau có gì cần tiêu vàng, à cần tiêu berry có cái mà tiêu đúng nhỉ. Bây giờ xem cấp này cần bao nhiêu triệu nè. Cấp ở đây hiện tại cấp 12 sẽ cần khoảng tầm 5.3 triệu kìa, 5.3 triệu không biết đủ không nhỉ. À tầm này khoảng 3 triệu chắc đủ đấy. À quên ấn nhầm rồi. Nhận nhanh đi. Đây cho lên một cấp nhá, cho lên một cấp nhá. Rồi cấp kia thử gì sau. Nếu như vậy thì lượng berry chắc là sẽ đủ cho mình lên khoảng tầm 15 đấy. Nhưng mà thôi mình không vội nhá, những cái kia cất để dành nhá, không vội nhá. Thật ra bây giờ lên thêm một viên thần thạch cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Nó chỉ giúp mạnh lên thôi chứ còn nó không đủ mạnh để đánh thắng để đánh tuyệt đối với ai đó. Thấy không? Nó tiêu hết hơn 500 triệu mới được lên một cấp. Như vậy đen có thể vẫn còn thiếu được khoảng tầm 14 sát 15, còn đỏ có thể lên được 15, nó có vấn đề đào cũng hên xui lắm.
Ok, bây giờ chắc chắn là đủ cấp đấy, mình sẽ quy đổi viên này là viên kinh nghiệm nhé. Tại bây giờ nếu mà giữ mấy viên kim cương để cống với ác ma rất là tốn túi đồ ấy. Và túi đồ giờ mình chứa nhiều cái khác lắm, nên thôi vứt cái này đi. Thế ra mình để Berry lại, lúc nào ra cây ác ma anh đào lấy kim cương cống cây ác ma tí đỡ hơn tí. Mặc dù cũng chả được mấy điểm đâu, được tí nào hay đi đó không nhỉ. Tại vì giờ bạn cứ tưởng tượng bạn tích càng nhiều Berry được càng nhiều cái viên nhỏ, mỗi viên khoảng tầm 1000 điểm thôi. Cứ nhân lên thì rất là nhiều đấy. Nói chung bạn tích được nhiều cũng được nhiều phết đấy. Nhưng quan trọng là nếu bạn tích được ít thì chả đáng bao nhiêu. Thôi kệ, cứ tích đi, biết đâu được nhiều sao. Ta cho này lên cấp 12 nhé. Cứ cho dần sau đến cấp 15 thì mình sẽ quy đổi, vì những cái nguyên liệu mình cần nữa đã thừa rồi nhỉ. Nói chung mình có thể lên thêm khoảng tầm 2 viên thần thạch nữa. Thế mình đang xem xét cái việc có nâng thêm một viên vật công về công không. Tại vì hiện tại bây giờ mình đang được ở đây, mình sắp sửa mình cũng còn 76 mảnh rồi, chứ mình nếu từ từ mình sẽ kiếm được viên thần thạch vật công. Tại vì tại mình đang đẩy hướng dần sang vật công ấy. Và hiện tại bây giờ con Kaku của mình vẫn thấy một điều là mình cũng là con tướng chơi vật công mà mình cũng chả có viên thần thạch vật công nào cả ấy. Thế ra mình đang muốn kiếm một viên thần thạch công vật công. Có thể mình sẽ nâng viên đấy đến 15 trước, chứ không phải nâng viên máu. Thế ra một cái nâng từ phương hứa thì cũng chả quan trọng lắm đâu. Nói chung từ từ mình đang suy nghĩ vấn đề đấy. Nói chung vấn đề của thời gian dài là chưa chốt được, đúng nhỉ? Còn hiện tại những cái khác sơ sơ qua có vẻ là hết đấy, hết rồi nhỉ? Bây giờ nhận nốt tí quà nhé, nhận nốt tí quà. Một quà này không biết có gì dùng được luôn không? Nhờ cái này ra rất nhiều lực để dùng lại đi cho auto click để xử lý lực. Đây khá nhiều quà này. Cái này thì đã treo auto click sau nhé. Bây giờ xem có đủ cái mảnh của mấy cái này không? Cũng không đủ mảnh, không đủ mảnh. Nhìn sơ sơ này thấy thiếu mảnh rồi. Ở mấy cái này nói chung là chỉ lên tí hải hồn thứ tinh tinh thì không giải quyết được vấn đề nhé. Ở đây thêm mỗi hai cái cờ dùng luôn này. Đây chắc là được 48 ấy nhỉ. Đây lên được 48 triệu lực chiến nhé. Ở đây mở xem được trái quỷ gì ngon nhé. Ôi hố đen thì bình thường quá. Ôi giời, cái hai trái này cũng quá bình thường nữa. Nói chung là chả mở cái gì ngon nhé. Ok, như vậy thôi, bây giờ mình đi vào treo lực nữa là xong nhé. Và như vậy nói chung là video này nói chung là cũng cảm ơn bạn Hiếu Lê đã tài trợ một chút kinh phí. Mình góp vào chút xíu của đa phần bạn Hiếu Lê và tài trợ thôi nhỉ, để giúp cho mình có được mấy cái code. Và nói chung là nếu tí nữa bạn tài trợ thêm chút nữa thì mình sẽ lấy thêm cái lễ bao nữa, thì các bạn sẽ ăn được nốt cái code kia, mình sẽ đủ lượng linh lực để mình lên đồ phổ linh tinh, và như thêm một số cái quà, ví dụ như được thêm hai phiến polyglit, cũng như thêm thất tinh đan, thì thêm mảnh thời trang thủy tinh thời trang, thì thêm berry, thì thêm mảnh túi chọn thần thạch thủ linh tinh nhỉ. Nó trên một số cái quà tương đối tí, nói chung là hỗ trợ mình tí ăn được 3 cái code cuối trong sự kiện vòng quay may mắn. Và nói chung là quay hoài chả ra finger đâu, mà finger fake mình chả quan tâm lắm. Và trong quá trình mình đầu chuyển nạp thẻ vào game, nếu có chút sự cố vấn đề nạp thẻ ấy, nói chung là rất ghét nhà phát hành. Nhưng cái này phải thừa nhận một điều là người ta xử lý khá là nhanh, đúng nhỉ? Tại vì giả đấy mình nhắn đấy là hơn 10 giờ đêm người ta vẫn xử lý, như vậy cái đánh giá cao sự xử lý của nhà phát hành. Mặc dù mình không ưa cách người ta làm việc đâu, nhưng mà riêng cái vấn đề support vấn đề về tiền nong ấy thì rất là nhanh nhá. Còn support về vấn đề lỗi trong game thì cũng không được nhanh lắm đâu. Nhưng mà khá cái gì tốt thì mình khen, cái gì xấu mình chê, đúng nhỉ? Thế chung cái này thấy tốt thì mình khen, đúng nhỉ? Còn cách xử lý đơn giản một điều là khi bạn sự cố mà kiểu quy đổi vào game ấy, kiểu bạn nạp thẻ vào game và bị trừ tiền mà kiểu và không được áp trong game ấy, thì bạn phải đi nhắn cho người ta và chụp cho người ta là một là cái ảnh chụp cái lịch sử của bạn nhé, cái lịch sử quy đổi ấy, kiểu nạp thẻ thất bại không có lịch sử ấy, trong chỗ nạp thẻ có lịch sử bạn chụp cái đấy lại. Cái thứ hai là chụp cái tài khoản bạn, cái giao cái tin nhắn về tài khoản bạn bị trừ tiền ấy. Thường các bạn nào sẽ cài đặt cái kiểu tiền ra tiền vào bị trừ đi sẽ báo về trong cái tin nhắn của trong điện thoại nhỉ. Bạn chụp hai ảnh đấy lại xong báo ta cái ID của game và gửi cho ta ảnh với ID, người ta sẽ xử lý cho bạn nhé. Hôm qua mình nhắn hơn 10 giờ đêm vẫn thấy xử lý, như vậy thấy đánh giá cao sự support đó, đúng nhỉ? Và tất nhiên một điều là tổng thể vẫn chê nhập hành thôi, nhưng mà được cái đấy là khá là tốt thì mình vẫn phải khen thôi, đúng nhỉ? Và đấy sự kiện giới thiệu qua người như thế thôi. Nói chung là cái sự kiện này mang tính chất là bạn nào có kinh phí thì bạn sẽ quay đồ ngon, và cái vấn đề không nó book được cái sự kiện ấy thì nói chung là bạn nào may mắn được lúc nào lỗi game mà kiếm được đấy thì chúc mừng bạn, đúng nhỉ? Còn bạn nào không may thì phải chơi theo kiểu truyền thống thôi, là nạp vào kiếm lần quay. Còn bạn nào xe nhiều thứ định tinh cũng được, nhưng mình rất là ngại cái xe, vì bạn để ý một chút là mình rất hạn chế xe game lên cái Facebook của mình, nên nói chung là ngại ấy. Mà xe được 1-2 lần thì giải quyết được cái gì đâu, đúng nhỉ? Bản chất vẫn là số lượng cần nhiều thì bạn phải nạp nhiều thôi, đúng nhỉ? Nói chung là chú chia sẻ một người chút như vậy. Và lâu lắm rồi nick mới được ăn cốt, nên bạn thấy một điều là ăn xong phát cảm giác lực chiến lên dễ dàng, đúng nhỉ? Chỉ số tăng nhanh và lực chiến lên dễ dàng. Nên vấn đề chủ yếu vấn đề là không có tiền thôi, chứ có tiền thì cũng lên kinh lắm đấy, đúng nhỉ? Cũng phải chia sẻ người như vậy để mọi người hiểu cái gì nó thực tế hơn, đúng nhỉ? Đó, nhiều khi đánh đấm phải có tí tiền, nên nhiều khi không làm thì rất là khó. Thấy hôm nay làm một tí cảm giác mạnh hơn nhiều không, đúng nhỉ? Tất nhiên là mình cũng chả muốn đánh thêm cái gì đâu, thì ra mình nghĩ là những người nào mạnh hơn mình vẫn cứ mạnh hơn mình, còn những ai yếu hơn mình vẫn cứ yếu hơn mình. Thì ra hiện tại là mình cũng không hạn chế đánh nhiều, tại vì có những cái video về đội hình sẽ cho người đánh rất nhiều rồi, nên video chủ yếu lại là khoe quà thôi.
khoe quà, khoe quay đinh tinh thôi. Và nói chung là khoe sự được sự người tài trợ thôi. Và nếu bạn nào ủng hộ thứ thì có thể tài trợ theo kiểu đó. Là một là bạn tài trợ cho cái nick của mình. Thế là, ví dụ như kiểu bạn giờ bạn muốn tài trợ mình bằng vầy vàng để tập trung vào làm cái gì đó thì bạn nói rõ ra. Ví dụ như kiểu là bạn Hiếu Lê và tài trợ mình vàng để quay cái vòng quay kia thì mình sẽ quay cái vòng quay kia, đúng không nhỉ? Hay bạn bỏ tài trợ vàng để mình mua bánh mì, mình sẽ mua bánh mì, kiểu kiểu thế. Còn nếu bạn không nói gì cho mình toàn quyền thì mình sẽ tự động điều chỉnh cái vàng bạn ra đó cho hợp lý nhất để có thể tiêu cái gì đó hợp lý nhất. Đây với điều kiện, với vấn đề là bạn tài trợ nick và không nhất thiết phải là nick Kỷ Nguyên Hải Tặc nhé. Ở bất cứ game nào bạn quan tâm, ví dụ bạn thích chơi Counter-Strike và thấy cảm giác mình không có đủ sức đầu tư Counter-Strike nhưng bạn muốn hỗ trợ mình để quay cái gì đó cho người xem bên Counter-Strike thì bạn có thể hoàn toàn có thể cho mình tiền và nói rõ là nạp cho Counter-Strike thì nói chung mình sẽ nạp toàn bộ tiền đó cho Counter-Strike và làm cái thứ bạn mong muốn, với điều kiện là cái số của bạn cho phải đáp ứng được cái nhu cầu bạn muốn, đúng không nhỉ? Thì nhiều khi bạn bảo là như kiểu cần cái này cần 1 triệu mà bạn chỉ có 500, bắt mình phải cho thêm 500 thì mình không làm được điều đó. Còn đợt này đây là mình tiện có một chút thì nói chung bạn ấy cho mình 1,5 triệu thì nói chung mình có một chút thì mình bơm thêm một tí vào cho nó đẹp thôi. Còn thực ra mình có hoàn toàn có thể có quyền không bơm thêm, tại vì đây mình chỉ nhận tiền hỗ trợ, bỏ bao nhiêu cho bấy nhiêu ấy. Mình cho nó tròn tí thì hỗ trợ được cái nào hay cái đó. Còn nói chung mình sẽ không hỗ trợ liên tục đâu, để rất là tốn kém cho mình, đúng không nhỉ? Còn trường hợp thứ hai, bạn hoàn toàn có thể hỗ trợ theo kiểu là thay vì việc hỗ trợ vào game, bạn hỗ trợ cho mình cuộc sống bên ngoài của mình. Tại bạn nào cũng biết là mình đang dính chút khó khăn một tí, đúng không nhỉ? Thì nói chung nếu bạn nào muốn mình nhanh thoát khó khăn một tí thì hoàn toàn có thể hỗ trợ bằng cách là donate thực tế thôi. Thì nói chung nếu bạn không nói gì vào game thì mình mặc định sẽ là donate cho mình. Thì cái tiền donate đó mình hoàn toàn có thể để cho công chủ là như là để đem đi ăn sáng để bồi bổ thêm, hay là có thể đem đi tiết kiệm lại để có thể đi trả nợ cho nhanh, hoặc có thể đem đi nạp vào chính game nếu mình thích, đúng không nhỉ? Nói chung cái tiền mà nếu bạn không nói nạp vào game nào cả, tức là bạn cho riêng cho mình ấy, thì mình có thể toàn quyền xử lý. Còn những cái tiền nào bạn bảo nạp vào game mình sẽ nạp đúng vào game, đúng không nhỉ? Và thế là đúng cái game bạn yêu cầu, nếu bạn có yêu cầu gì cụ thể, đúng không nhỉ? Tại vì đơn giản cái đích của cho mà người ta cho như thế nào mình làm như thế. Và nói chung những người cho mình, những người muốn cho các bạn xem video thôi, thì bạn để ý một điều là bạn Hiếu Lê bạn cho mình, bạn có quảng cáo có gì đâu, đúng không nhỉ? Thứ hai kênh mình rất là bé thì quảng cáo cũng có ai biết đến mấy đâu. Nên nói chung người ta cho hết mình thôi, đúng không nhỉ? Chứ còn nếu người ta cho vì quảng cáo này nọ thì thực sự là nó chả có tác dụng gì cả, đúng không nhỉ? Bạn thấy hoàn toàn không quảng cáo gì. Bây giờ mình bảo bạn Hiếu Lê cho mình, bạn cũng chả biết bạn Hiếu Lê là bạn nào, đúng không nhỉ? Chẳng qua hiểu nói tí vậy để ghi nhận thành quả bạn thôi. Còn về sau nếu bạn cho nhiều chắc bạn sẽ nhớ tới. Còn nếu bạn ấy dừng đột ngột thì chắc ít bạn nhớ tới. Để thực sự như thế. Tại thường những cái gì liên quan đầu tư thì các bạn nhớ lâu. Tại mình thấy một điều khi mình làm số series mà đầu tư nhiều, các bạn rất nhớ những cái nick nào được đầu tư nhiều nhé. Hay những người nào đầu tư nhiều những cái nick đó rất hay được nhớ. Mình thấy một điều như thế. Nói chung là cũng mong là sẽ có được sự đồng hành thêm của các bạn trong thời gian dài nhỉ. Còn nói chung là video này cũng rất là vui, lâu lắm rồi làm kênh bao nhiêu năm có người cho mình tiền. Nói chung là có người donate cho mình từng cảm nhận rồi, nhưng mà nói chung có người cho mình tiền vào game thì lâu lắm mới có người cho nhiều như thế đấy. Tại vì sự so với tổng tiền mình đầu tư thì chả đáng là bao nhiêu, nhưng quan trọng lúc này mình đang khó khăn thì ai cho mình ai cho mình tiền triệu là mình cũng thích phết đấy, đúng không nhỉ? Và tất nhiên là mình sẽ thích hơn nếu có cả tiền cho cả cá nhân cũng như là tiền cho cả nick, đấy thỏa mãn cả hai thứ thì sướng hơn. Nhưng tuy nhiên là hoàn cảnh có hạn mà điều kiện mọi người có hạn, đúng không nhỉ? Ai cho gì nhận đấy thôi. Thế chung hoàn nói chung ai cho gì mình nhận đấy nhé. Nói chung chia sẻ người chút như vậy. Và bây giờ thôi mình kết thúc video ở đây nhé. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Ngoài ra ủng hộ nhiều nữa có thể donate cho mình thông qua link phần mô tả video, tham gia vào nhóm chơi game cùng mình như follow các trang mạng xã hội của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào nhé.